trở lại với channel của mình làm Gaming Minh đây. Thì ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho bạn biết một server faction có tên là luckyvn.com và được open vào ngày 25 tháng 3 2017, và hiện tại mình đang đứng ở spawn của server đây các bạn. Và hiện tại thì spawn của server đang gọi là đầy đủ các tính năng bình thường, tức là chay rồi này, là bên này là hình như là chay đầu nay, còn bên này là chay thường nữa bạn. Thì bên này đây, bên này sẽ có chay thường và đây có farm mod nè. Thì chúng ta sẽ coi thử trong này chúng ta có chay cái gì. Ồ, cái này là gỗ hiếm web chay, để có được item này chay từ chay gỗ thì bạn sẽ có được giày set thiên long, set thủy thần, thì bạn sẽ dùng từ set thiên long nâng cấp lên nha bạn. Đó, và đây là set long thần thì vàng hiếm, thì cái này hình như là bạn phải chay từ con nào đó ở bên này thì phải, con nguyên liệu nào đó mình đây 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 đó, bạn phải chay từ những cái stack đồ farm á thì bạn mới có thể nâng lên được đó. Và bạn phải nâng lên từng set, tức là từ set này sẽ nâng lên được tới set hỏa thần là set này, và bạn sẽ có được là cái gì đây, bảo vệ 4. Ồ, ngang, cái này là nó ngang với lại cái đồ enchant đó bạn, mà nó có sẽ có được nhiều dòng hơn, họ ngon hơn. Và chay item cúp miner thì cái cúp này là cúp fortune 2. Ok, thì cái này là độ cơ bản đó bạn. Ngoài ra thì có được bên này là cái gì đó ta, thì ngoài ra thì có được cái đồ farm, đồ set đồ này, thì cái này là hắc tinh thạch, mảnh tinh thạch. Đồ này chịu nhiều sát thương khá cao lên người chơi. Thì hiện nay mình vô menu thử coi, mình sẽ vô shop đồ này mình mua mấy cục hắc tinh thạch rồi đấy, mua mấy cái mảnh luôn để chúng ta chay một cái set đồ thật là mạnh mẽ nào. Rồi bây giờ từ từ, set đồ này cộng set cung đồ này, tức là bây giờ chúng ta phải bỏ này vào đúng không, chúng ta sẽ chay cái set này trước, sau đó mới tiếp tục với cái set kế tiếp. Đấy, sẽ bỏ lên đây, bỏ đồ vô đây để lấy cái này, bỏ cái áo vô để lấy cái này, bỏ cái này đó. Chúng ta sẽ bỏ đồ vô thì nó sẽ có lên được set up, set up thì nó sẽ ngon hơn set bình thường. Cung hoàng vũ rồi bỏ vô đây để đổi lên cung hoàng vũ, kỹ năng gây sát thương kẻ thù. Đây còn cúp đồ này thì sao, chúng ta sẽ bỏ cái này vô, bỏ cái này vô. Cúp thần đào nhanh gấp 10 lần, khởi ra có thể công suất nhiều hơn là sao, không hiểu lắm, không hiểu lắm. Ok thì chúng ta cứ mua đi. Rồi qua đây chúng ta sẽ bỏ này vào, bỏ cái này vào, rồi tiếp tục chúng ta bỏ này vào thì nó sẽ lên là efficiency 15. Vãi, tool tool đồ này, ủa này là cái gì, cộng ô cái này có auto repair nữa, là tự sửa các bạn. Chì rìu chặt gỗ nhanh, đúng rồi, mình chỉ cần có một cây rìu nào đó, rìu địa ngục nè, rồi cần có một cây kiếm nữa. Chúng ta sẽ cha, chúng ta hết đồ rồi, chúng ta hết đồ rồi, lấy mua thêm vài cây túi mực nữa, thì bạn cần phải có bon mới mua được nha, chứ mình thì được admin gọi là tài trợ, cho nên chúng ta có sẵn bon, chứ còn bạn vô bạn sẽ không có được bon đâu. 2 3 2 3 4. Mạnh giờ, mạnh mẽ giờ, thấy đẹp trai giờ. Hoặc xếp đồ vô là tự động thấy đẹp trai ngay. Rồi đây chúng ta có gì, shop răng thì có thể răng VIP tự sửa chữa trên tay, mở rương. Ok. Ok, mình mua VIP thành công. Rồi bấm fly. Ok, mình bật được fly nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử bay ở trong đây thôi. Cái này hình như, ủa cái này là cái gì, hình như là khu vực này claim, đúng rồi, được claim ra ngoài hả hay sao đó. Rồi nói chung là claim cái spawn này ở ngoài, cho nên các bạn vẫn có thể xây dựng xung quanh spawn thì mãi mình cũng không rành lắm. Mình nghĩ thế, mình nghĩ là gì là vậy thôi. Chúng ta có thể bay được, được fly được bay ở ở ở ở đây luôn. Được quay ở spawner luôn. Và bây giờ mình sẽ cần có cái gì nữa ta, mình sẽ vô shop. Bị cái gì rồi, bị lỗi gì rồi, không vô shop được.
Thì hiện tại server chưa mở nhưng mà đã có một hai bạn vào nè. Thì hiện tại cái shop, hệ thống shop của server đang bị lỗi một tí cho nên mình không có thịt ăn. Mình đã xin hai bạn này cho mười mấy miếng thịt bò. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi survival nha. Web survival. Đứng đây cho mấy ổng chụp hình nè. Ok, chúng ta sẽ đi web survival. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ bay bay vòng vòng nào. Đấy, đây là nơi nguy hiểm nè bạn, tự do. Đó. Thì bạn khi mà bạn đi survival ở đây á thì bạn sẽ có thể gặp mấy con quái ấy. Mấy con quái thì nó khá là ghê gớm ấy, nhưng mà mình đang có một cái vật phẩm, một cái kiếm rất là ghê, có wither poison, đó là tức là gây độc, vừa gây độc với lại vừa quấn cái hiệu ứng mà kiểu như bị mù á. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi survival. Ngoài ra thì có thể là mình sẽ quay trở về để chuẩn bị một vài quả TNT để mình kiếm nhà của ai đó để phá. Hợp lý không? Ok, bây giờ mình sẽ đi quay về để chuẩn bị một vài quả TNT và một vài món đá đỏ để chúng ta chuẩn bị đi phá nhà nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi survival nè các bạn. Và hiện tại mình đang chuẩn bị TNT, mấy lạc đá đỏ và một ít spawn để làm gì. Thì để chúng ta khi mà gặp được nhà của những người chơi khác á, mình sẽ sử dụng TNT để phá. Thì trong cái thời gian mà mình đi sinh tồn á, thì mình sẽ ở đây là có claim nè, đang claim ở đây cho nên chúng ta không có ấy được. Thì trong thời gian chúng ta đi sinh tồn á, thì mình sẽ gặp người của ai đó, thì chúng ta sẽ phá người đó luôn ha. Đấy. Bây giờ mình sẽ cần phải có một ít cỏ, và mình cũng đang chuẩn bị một ít stack đá ở đây để chúng ta có gì chúng ta sẽ phá người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha, bắt đầu survival đó bạn, survival trong đêm kinh khủng. Ok, và khi mình đang đi mình phát hiện ra gì nữa các bạn? Ồ, nhà của ai vậy? Nhà của ai mà xây bằng block kim cương vậy? Ok, bây giờ chúng ta sẽ phải qua coi thử coi. Ồ, đây là nhà của ai vậy các bạn? Ồ, tự nhiên lại xây ở đây block kim cương. Có lẽ nào là nhà của admin không? Ồ, để mình đi qua mình coi thử coi. Không biết là chúng ta sử dụng TNT chúng ta phá thì chúng ta có thể gọi là lấy được block kim cương không? Nếu mà lấy được cái block kim cương chúng ta sẽ giàu to đó bạn ơi. Ok, cả một ngôi nhà xây bằng kim cương táo super. Nhà của giết phá là tay giết ha. Ha, ok. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái máy bắn TNT đây và mình sẽ tiêu diệt, mình sẽ phá hủy ngôi nhà này. Chắc là mình sẽ làm từ sau tới đi, mình sẽ làm. Đây đúng là nhà của admin rồi bạn ơi. Ok, chúng ta sẽ chuẩn bị nào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị, và mình đã chuẩn bị sắt. Ok, ở kia có nước. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm một cái bàn chế tạo nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ làm một bàn chế tạo và mình sẽ phải đặt cái bàn chế tạo này xuống để chúng ta làm một cái xô. Mình sẽ cần một cái xô nước. Thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đây múc nước một phát. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi qua này múc nước một phát. Ok. Giết 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 mấy con zombie này, nó sẽ cản đường của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ làm cái quả TNT ở đây đi. Thì chúng ta sẽ đập chỗ này ra một tí nào. 1 2 3 nè, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, ở đây cũng vậy, tương tự như thế này. Đó, 8 ô, sau đó mình sẽ đổ nước ở đây các bạn. Miễn làm sao mà cái nước nó chảy tới đây là ok. Và nếu nó chảy tới đây á thì mình sẽ cần phải làm một cái phiến như thế này. Mình sẽ làm một cái phiến như thế này. Đó, mình sẽ chặn lại ở khu vực này nha bạn. Đó. Rồi ở đây chúng ta sẽ đặt một block, thì cái này sẽ là cái máy bắn TNT của chúng ta. Chúng ta sẽ phá hủy cái ngôi nhà của admin này. Và admin sẽ không thể nào biết được là chúng ta đã phá hủy nó. Ơi, chết rồi mình làm lộn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái cúp ấy, quên, chưa làm cái que sao làm ấy. Rồi làm một cái cúp sắt, cũng như là chúng ta sẽ làm một cái công tắc nha bạn, một cái cần gạt á.
mình sẽ cần cái cần gạt, và cái cần gạt này mình sẽ đặt ở khu vực ở khu vực này đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái cần gạt ở đây, cũng như là bây giờ mình sẽ đặt hết cái TNT ở đây. Đó. Chúng ta sẽ đặt cái này, chúng ta sẽ làm cái máy bắn TNT nha các bạn. Rồi 1 2 3 4. Ok, chúng ta sẽ đặt cái này vô 1 2 3 4. 4 như thế này. Đó. Đấy, và ở đây mình sẽ đặt một quả TNT ngang đây. Đó. Và bây giờ mình sẽ đặt 1 2 3 4 5 6. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử kích hoạt coi nó có bắn không. Đó, 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 để coi, để coi. Yeah. Ôi, tại sao nó không? Ồ, mình không bắn TNT vô đây được à? Mình thử lại coi. Tại sao nó không có bắn TNT vô giữa? Kỳ vậy. Đáng lẽ nó phải bắn vào giữa chứ, đúng không? Ủa, nó bắn đi đâu rồi? Nó bắn đi đâu rồi? Ồ, nó bắn đi đâu rồi ta? Kỳ vậy. Sao nó không bắn vô giữa ta? Rồi 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 rồi. Ồ, không phá được à? Kỳ vậy. Ok, mình thử chăm. Không bắn được luôn. Kỳ vậy, mình không bắn được vô cái khu đất này. Ok, một hai ba, thử lại lần nữa. Hình như không bắn được các bạn à. Không biết là cái này. Đó. Vẫn không nổ. Ồ, ok, bây giờ chúng ta sẽ thử lại nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đặt vô. Ok. Mình sẽ phá nhà của admin. Ồ, coi thử coi, coi thử coi. TNT bắn vô, bắn vô. Ê, quả TNT nó không văng vô trong. Lại 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 lại. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bắn vào, bắn vào. Đó, đó. Ồ. Vẫn không nổ được à. Kỳ vậy. Mình vừa thử bắn vừa thử đặt ở đây rồi đốt coi. Chúng ta bắn được kìa bạn. Ok. Cái máy cái súng của ta đã hoạt động rồi. Yeah, không biết là mình có lụm được. Ok, mình tiếp tục thôi, mình vừa mới quay trở lại các admin. Ê, có block kim cương, có block kim cương. Lấm 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 lấm, lấm block kim cương. Ê, chúng ta sẽ phá hết luôn bạn. No. Dễ chạy chạy chạy. Quýnh luôn. Mặc cái dép. Mình mặc cái dép gì? Ok. No. Thì mình đã sử dụng gọi là TNT để phá nhà của mình. Thì nếu như bạn nào thích á thì hãy like và share, cũng như là truy cập vào server lookvn.com để vô cùng mình phá nhà của bạn mình nha. Và các bạn có thể sử dụng TNT để phá toàn bộ những cái ngôi nhà nào các bạn có thể thấy được ở trên đường đi. Như cái những ngôi nhà này các bạn, bạn thấy không? Đây là nhà của admin và mình đã bị mình phá. Thì trong lúc mà admin đang gọi là test server để xây cái nhà này, cho nên bây giờ mình sẽ phá luôn. Ok, thì bạn nào thích thì hãy truy cập vào server Lucky VN hoặc là Lucky VN gì đó, hình như là Lucky VN, để tham gia cùng mình nha.
Thì server hiện tại đang có chế độ Faction Tony cũng như là Sky Block, thì dành cho tất cả các bạn. Bạn nào thích thì có thể vào chơi cùng mình. Còn bây giờ thì nếu bạn nào thích những cái series phá hoại như thế này thì hãy like và share cũng như là click đăng ký theo dõi channel của mình để mình có động lực làm thêm những cái video kế tiếp nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.